con nhìn đi nè, cái chợ thì cái gì cũng có, chỉ không có chứa cái thứ dược trong như mày thôi. Đúng rồi. Cái gì? Cái gì tôi không đúng hả bà con? Mà con tôi hỏi bà con nè, bây giờ bà dừng hụi dừng nợ á, người ta còn chắc chúa cho bà được, còn cái thứ dược trong như mày á, tao đi tao chở người bị tao phóng sanh. Còn bà nó sao kỳ vậy? Người ta dược chồng mà đứng im người ta chửi vậy? Tiến chuyện lên. Tam. Ừ. Cái gì? Buồn ra coi. Buồn ra. Nè nha, tôi nói cho bà biết nha. Khôn hồn đi chỗ khác để tôi buôn bán nghe chưa. Không thôi tôi tán bà trẹo hỏng á. Bà về nhà bà kêu chồng bà chịu khó dòm lại bà đi. Người thì ốm nhớm nhắc khô khát. Ông đổi gu rồi, ông thích ăn thịt kho vịt. Ông thích thịt kho ba rồi, bà hiểu không? Về ăn cho nhiều, vô để mập bằng tôi nè, ông về với bà. Tán mà như vậy hả? Tôi không đi đâu hết á. Tôi ăn giả ở đây nè. Tôi tán bà trẹo hỏng lần thứ hai nha chưa? Bà tán ai? Hả? Bà mà giống như bà hả? Tôi lột da mày đó. Nè, tao giật chồng gái mẹ mày thấy gì? Nó là gái mẹ mày thấy gì? Mày bính đó. Ừ, gái mẹ tôi đó. Vậy tao đánh thấy mẹ mày luôn. Đánh đây, mày ngó mày đụng tao đi. Mày đụng đi. Bà buông tôi ra. Thấy mẹ em rồi mến ơi. Út mẹ, cưng cho chị miếng thịt. Chị thấy chuyện bất bình chị không ra tay cứu chứ. Chị là đồ hàng tôi không bán cho chị. Nay rằm lớn, chị tu, cưng cho chị miếng thịt. Chị tu mà chị mua thịt. Dạ dối. Con ăn chay, cái này con mua cho chồng con má ơi. Bà, giỡn mặt con. À. Má ơi, chồng chị. Tao tu hết nổi rồi con bé ơi. Cái con này tới rồi nè, bà con ở đây minh chứng, mến em không phải là cái thứ nổi hứng mà bao đồng, nhưng riêng đối với cái quân vực chồng này thì em phải dạy. Ở nhà cha má mày không dạy thì tới đây chị bổ túc cho mày vài giờ chồng người ta, chứ đâu phải bịt mắt cướp cờ mà mày chờ rồi mày nhào ra mày giựt. Nếu mà mày có thiếu thốn cùng cực cũng phải biết giữ chừng mực chứ không có sống lầy. Có đâu giữ bằng mắt ban ngày mà mày mắt dài mày dạng. Nếu mày muốn la liếm tiền bạc cũng không có tới cái mức khốn nạn mà mày phải đi giựt chồng. Trai thiên hạ nằm không kìa, mày xài hết mùi lông của mày nói tới nữa. Bao nhiêu thằng tới với sao mày không tới mày ngỏ lời? Mày sống làm chi mà trái với đạo trời, mày mê tương đời chồng mà chính huệ. Người ta đã vợ con hệ nệ rồi phải chăm sóc gia đình. Trời ơi là trời có đâu mày rinh mày dụ dỗ ha. Tao chửi là chửi có chỗ, còn đánh á là tao đánh cho có vợ. Chứ không có ăn ở không mà trực trời để nhào ra chửi bậy. Tính chị là vậy đó, chẳng có cậy thế y quyền, chẳng phải lắp của nhiều tiền. Nhưng thấy bất bình thì chị có quyền chị lên tiếng. Người chết để tiếng, còn cọp chết để da. Nếu mày tiếp tục sống xấu xa mày phải nghĩ tới cái đường hậu vận. Có đâu mày thấy dở găm người ta lận đận là mày tiếp cận mày theo. Vậy thì mày khác gì mấy con heo mà ăn cơm thừa canh cặn. Chị đã buông lời chửi nặng, mày có hối hận thì cũng muộn màng. Nếu mày kêu từ đây về sau sống cho đàng hoàng, đừng có đi giật chồng dân chúng. Cái nào cúng ra cúng, cái nào ăn ra ăn. Còn nếu chồng thiên hạ mà mày săn á thì chị chẳng băn khoăn mà tán cho mày bung cái cổ họng. Rồi chị giọng như cuốn tim, xong chị lấy mấy cái ghim á, chị ghim vô nội tạng. Lời chị chửi có bạc mạng cũng để em hiểu nhân đức làm người. Hay sống quá. Đừng có để người ta cười mặc dù mình không xinh tươi bắt mắt. Lời chị chửi hơi nghiêm khắc, nếu còn thắc mắc là do mày ngu. Nay gầm lớn chị tu, đôi lời chỉnh chu gửi em coi như là giải nghiệp. Lan thì đã có điểm, lương sân quán cũng có chút anh đài. Nếu mày vẫn chưa biết sám hối qua ngày thì lời chị chửi vẫn còn dài như cái con mập đất. Hay quá Mến ơi. Chị Mến, vỗ tay bà con. Chị Mến. Chị Mến. Sao nhóm làm lại chị em tao không? Chị em tao làm lớn chuyện với mày chuyến này. Sao? Mày còn cái gì chưa cam tâm nữa hả tám xề? Trời. Chết mẹ nó mửa mật rồi.
chị ơi, chị Vinh quê ơi, em xin lỗi chị, em lại chị, em hứa bây giờ nè, em tháo điện thoại, quăng điện thoại, quăng pin, quăng sim, không liên lạc với chồng chị nữa đâu, xin lỗi chị mà. Chị tha. Tôi cũng tha cho bà đó mà. Tha con mắt mày. Bà nữa đó. Làm ơn giùm cái. Chồng mình thì mình phải biết giữ. Để biện tay giật chồng rồi bắt đầu ra chợ làm lên à, cho xấu mặt chị em. Là chị tôi. Đứng lên má nội ơi, đứng lên. Là chị tôi. Đứng lên. Không chửi em nữa hả? Tao có ghét bỏ gì mày mà chửi. Thấy mày giật chồng thì tức quá lên tiếng vậy đó. Chứ tao với mày có thù hằn gì với nhau. Tụi mình nè, đồng phận đàn bà với nhau. Mà mấy bà không biết thương nhau. Rồi sao đàn ông thương mấy bà được? Đúng rồi. Làm ơn từ đây sao đừng có sống vậy giùm tôi nữa con cái. Hiểu rồi. Trời ơi là trời, bữa nay tu đó mà cũng không yên với mấy má nữa. Nặng nghiệp rồi nè. Đi về à. Còn mấy ba mấy má này nữa làm ơn đi về giùm đi. Chưa chợt rồi về nấu cơm cho con ăn. Trời ơi thiệt á. Cứ về đó. Cảm ơn nha mến. Ơi, cái gì bu đen bu dở nhà sao lại vậy? Bu đen tao bạn ơi, bu đen. Nhưng mà bây giờ là con mến rồi má, kêu tụi nó dừng lại trước đi. Nhanh lên. Dừng lại. Người quen. Dừng lên coi hai bà người quen.